Ozone ha, ozone nồng độ nó rất là nhỏ, thường 40 đến 60 ppm ở dưới mặt đất ha, còn là cao lắm rồi đó ha. Thì ta dùng ppm, còn bbb, bbb là phần tỷ ha. Đây công thức chuyển đổi ha, ở 25 độ C ha và 0 độ C. Rồi nói về chỉ số đánh giá vệ sinh không khí mà có bị ô nhiễm hay không, người ta phải đo đạc gọi là quan trắc môi trường không khí. Thì các bạn học cái phần thực hành đó về môi trường lao động sẽ có một cái bài về thực hành đánh giá vệ sinh không khí ha. Rồi thì về chỉ số nó gồm có ba tác nhân mà ha, tác nhân vật lý, tác nhân hóa học, tác nhân về sinh học, thì người ta sẽ đo đạc ba cái chỉ số đó. Về chỉ số vật lý thì người ta đo nhiệt độ, người ta dùng máy ha để dụng cụ đo nhiệt độ, đo tiếng ồn, nồng độ bụi, người ta có kỹ thuật đo hết để xác định được cái giá trị đó có quá tiêu chuẩn vệ sinh cho phép của Bộ Tài nguyên số 05/2013 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành đó, người ta đo. Hoặc là của Bộ Y tế ban hành đó ha, để đo ra nếu mà người ta tham chiếu vô các cái quy chuẩn Việt Nam đang hiện hành đó mà quá tiêu chuẩn cho phép thì coi như là xử phạt ha, xử phạt cái nơi mà gây ô nhiễm đó. Còn chỉ số về hóa học chẳng hạn đó, thì ta đo đạt các cái hơi khí độc ở trong không khí đó, người ta lấy cái máy ta ra cái vùng xung quanh nhà máy xí nghiệp đó, ta đo đạc ống khói phát thải ra những khí độc có quá cho phép không, quá cho phép những cái các chỉ tiêu này thì là tham chiếu với một cái quy chuẩn Việt Nam thì là quá, thì là người ta sẽ xử phạt. Rồi chỉ số về sinh học cũng vậy ha, ta dùng phương pháp vi sinh, người ta đặt lấy mẫu vi sinh, người ta bỏ ta để những cái đĩa hợp lồng đó ha, mấy cái này để trong phần thực hành các bạn sẽ được học ha, để mà tìm ra cái con vi sinh vật nào tồn tại trong không khí ha. Nhưng mà về cái vi sinh vật á, thì hiện tại Việt Nam của mình đó chưa có cái quy chuẩn Việt Nam để mà cho phép tham chiếu ha. Mình chỉ lấy theo quy chuẩn của CDC chẳng hạn để tham khảo thôi, chứ Việt Nam chưa có, còn thiếu cái quy chuẩn về sinh học, chỉ có những quy chuẩn về vật lý, về hóa học thì có, còn sinh học thì chưa có ha. Cái này sẽ nói kỹ trong phần thực hành. Và cuối cùng ha, mình qua cái phần tác hại gần kế cuối thôi chứ chưa phải là cuối, phần cuối là biện pháp phòng chống ha, ô nhiễm không khí. Cái phần này áp cuối ha, là tác hại của ô nhiễm không khí. Tại vì trễ rồi, mình nãy vô bài trễ, thành ra cô cũng phải lẹ lẹ. Các bạn có thể học trễ một chút ha. Tác hại của ô nhiễm không khí thì mình cũng chia ra làm hai tác hại về sức khỏe con người tác động đến môi trường nữa ha. Đây là cái hình ảnh mà ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến các cái đối tượng ha ở trên quả địa cầu của mình ha. Đối tượng gồm có con người nè ha và các cái môi trường ha, trong đó có đất nước không khí rồi thời tiết khí hậu gì đó. Thì mình chia làm hai ha, về tác hại của ô nhiễm không khí lên sức khỏe con người và tác hại lên môi trường. Thì tác hại mà lên môi trường đó thì mình sẽ tham khảo qua bốn cái hiện tượng, là thứ nhất là hiệu ứng nhà kính, thứ hai là sự suy giảm tầng ozone hay là tầng ozone bị phá hủy đó, thứ ba là mưa axit, thứ tư là sương khói đó. Rồi mình sẽ nói đến phần sau. Mình nói đến cái phần sức khỏe con người trước, tác hại của ô nhiễm không khí đến sức khỏe con người ha. Thì mình chia ra làm hai là tác động cấp tính và mãn tính. Về cấp tính đó, thì nếu mà mình tiếp xúc với cái nồng độ cao không khí trong một thời gian ngắn, chẳng hạn như hít phải CO đi trong một thời gian ngắn mà cái nồng độ CO trong môi trường không khí nó quá cao, hay NH3 gì đó, thì mình sẽ bị nhiễm độc cấp tính ha, ngay tức khắc, có thậm chí có thể gây tử vong luôn ha. Chẳng hạn như
Lịch sử trong cái phần lịch sử nãy mình có nói phía ô nhiễm không khí định nghĩa đó thì ở thành phố London ha, tháng 12 năm 1952 đã xảy ra một cái hiện tượng là sương khói London ha, sương khói kiểu London nó là cái hiện tượng này là ứng với lại cái phần hiện tượng dịch đảo nhiệt hồi nãy mình học đó, là ở cái nơi thành phố London này các cái nhà máy xí nghiệp phải dùng than đá để người ta làm năng lượng để đốt lò nọ trong các nhà máy công nghiệp, rồi giao thông người ta chạy động cơ người ta cũng dùng xăng này nọ, trong xăng nó cũng phát thải ra SO2 nữa, nói chung á là trong cái khói của nhà máy công nghiệp đốt có SO2, có bụi bồ hóng, bụi than này nọ đó, nó người ta vô cái SO2 đó, tại vì cái môi trường của lạnh vào mùa đông tháng 12 mà mùa đông cho nên nó có hiện tượng nghịch đảo nhiệt, ở dưới thì lạnh, ở trên mặt trời chiếu xuống băng, sáng ra mặt trời xuống thì nóng, thì các cái khí do nhà máy sản xuất nó cứ xù quần ở trong đó cả tuần lễ, người ta hít phải làm chết 4.000 người, đa số những người đã bị bệnh mãn tính về tim mạch, bệnh phổi rồi, và bị hen suyễn chẳng hạn. Những người bị hen mà hít phải SO2 cái là nó kích thích cơn hen xảy ra nặng hơn ha, cho nên đến độ là người ta chết ha, tới 4.000 người ha. Vô cái thời điểm sau này người ta nghiên cứu thì người ta phát hiện ra là lý do là tại đốt than đá vào mùa đông ha, có hiện tượng nghịch đảo nhiệt cho nên cái không khí có cái SO2 đó nó cứ xà quần ở trong cái vùng sát mặt đất đó mà nó không có phát tán lên được, thì người ta hít phải mà người ta bị chết ha, do SO2. Thủ phạm là đốt than đá ở trong các nhà máy xí nghiệp ha, với lại tham gia giao thông mà nó sinh ra cái khí SO2 đó. Rồi còn nếu mà về mãn tính đó, thì là do mình cái lượng mình tiếp xúc hàng ngày nó tích tụ lại nhiều ha, thì nó sẽ gây nên cái bệnh mãn tính về đường hô hấp nè, và bệnh phổi, rồi bệnh đường hấp trên này nọ ha, rồi bệnh phổi, bệnh tim mạch này nọ đó, ung thư. Thì đây là những cái phần nói về tác hại của bệnh mãn tính ha. Có bạn hỏi là việc phân chia kích cỡ bụi mịn BM có vai trò gì, và cô giảng thêm cho em về BM 2.5. Như vậy ha, cái bài BM 2.5 là nói về bụi á, thì mình sẽ gặp lại ở trong cái phần bệnh bụi phổi nữa ha. Cái bệnh các bạn sẽ học một cái bài về bụi và bệnh bụi phổi, cô sẽ nói kỹ hơn về BM 2.5. Bây giờ thì gần hết giờ rồi ha, cô sẽ hẹn các bạn nói về BM 2.5 là bụi mịn, bây giờ hot thế ha, nó gây ô nhiễm không khí bụi mịn này rất là nhiều ở Hà Nội như thành phố Hồ Chí Minh. Còn câu hỏi dạ cô Trang xin phép được hỏi mục đích của môn học môi trường lao động là gì, có được không? Đó, thì các bạn học cái môn y học môi trường và lao động cốt và để các bạn tìm ra được cái trong môi trường cũng như trong môi trường lao động nó có những cái yếu tố nguy cơ gì mà gây hại đến sức khỏe, để mà mình tìm cách mình phòng tránh. Cái mục tiêu duy nhất của cái học phần của mình là các bạn sẽ biết được ở trong môi trường lao động các bạn mốt sẽ học ha. Cái phần thực hành nó có hai phần, bên lao động và bên phần môi trường không khí xung quanh. Thì bên lao động nó có những cái yếu tố tác hại nghề nghiệp của bên môi trường lao động, mình biết mình đo đạt nó quá như thế nào để cuối cùng mình tìm ra biện pháp phòng tránh cho những người lao động ha.
để người ta đừng có mắc phải bệnh nghề nghiệp. Còn một bên môi trường không khí xung quanh cũng vậy, các bạn sẽ học về các cái kỹ thuật quan trắc môi trường, về bụi, về hơi hơi khí độc hay nọ ha, để để các bạn biết ở trong môi trường có bị ô nhiễm, các cái nguy cơ về yếu tố vật lý, yếu tố hóa học, yếu tố vi sinh không đó, để mình thấy cái yếu tố nào có hại cho sức khỏe để mình biết cách phòng tránh là một, biết cách khắc phục ha, khắc phục các cái yếu tố đó. Phòng tránh là gì? Phòng tránh nghĩa là mình á, là phải có bây giờ ô nhiễm không khí giống như giờ bị covid đi thì mình phải đeo mask đi ra ngoài, phải chích ngừa đó, thì ra đeo mask ra ngoài không có tiếp xúc chỗ đông người nữa đó. Khi ra ngoài phải nhớ đeo mask, đeo mask rất là quan trọng, nó sẽ phòng ngừa được cái bệnh thế kỷ này ha. Cho nên mình cốt là mình học để mình biết cái yếu tố có hại đó để mình phòng tránh, rồi mình khắc phục. Khắc phục là chẳng hạn như ô nhiễm đất đi, mình biết đất bị ô nhiễm rồi thì mình phải khắc phục từng ngày tạo cái ô nhiễm đất đó để đừng có bị ô nhiễm đất nữa, bằng cách là mình trồng những cái cây cỏ này nọ mà nó hút được những cái chất độc, những kim loại nặng ở trong đất này nọ. Còn phòng tránh là mình đừng có ăn những cái sản phẩm mà mình ở trên vùng đất đó là đang nhiễm xạ, chẳng hạn mình biết vùng đất đó đang nhiễm chất phóng xạ thì mình đừng có trồng cây mà thực phẩm để mình ăn lúa gạo mình ăn thì mình sẽ không có bị nhiễm đó. Có những cách phòng tránh, có những cách giảm thiểu tác hại, đó là mục tiêu ha, của y học môi trường và lao động. Nói chung các bạn học cái môn này ha, nó cũng như là một cái môn chuyên khoa để các bạn sẽ bỏ vào trong đây một số kiến thức để sau này các bạn làm bác sĩ, muốn các bạn muốn cầu toàn cái gì cũng biết hết á, về lĩnh vực nội khoa, sản khoa, nhi khoa hay là chuyên khoa lẻ các bạn đều biết, thì đây cũng là một cái chuyên khoa. Tại vì có những cái bệnh nghề nghiệp ha, mà nếu các bạn không có học cái học phần này các bạn dễ bỏ sót ha. Các bạn chỉ hỏi chung chung, nhưng mà thật ra nếu các bạn biết học cái học phần này thì các bạn biết người ta làm cái nghề gì thì nguy cơ của nó sẽ xuất hiện bệnh nghề nghiệp dễ gì, hay như bệnh bụi phổi. Một người mà đến mình đo ra thấy chức năng hấp của họ có vấn đề, cái phổi của họ chụp ra có vấn đề, mà nếu mình học hồng không có học học phần này mình thấy những cái hạt lấm chấm đó mình nghi là lao, mình lại chẩn đoán là bệnh lao phổi, lao kê gì đó, chứ mình không có nghĩ đó là bệnh bụi phổi xy lít nghề nghiệp. Nếu các bạn học cái này thì các bạn sẽ có hành trang là một người thầy thuốc không có bỏ qua những cái bệnh nghề nghiệp, rất là ổn ha. Cho những cái người mà đến mình rất là sớm mà mình lại chẩn đoán là lao, cái mình đi chỉ lòng vòng, chứ nếu như là mình nó chẩn đoán sớm để mình sẽ cho người ta cách ly khỏi cái môi trường có yếu tố độc hại đó thì là người ta sẽ không có bị bệnh nặng hơn nữa. Có những cái bệnh nghề nghiệp sẽ điều trị khỏi nếu mà cách ly sớm, tuy nhiên có những cái bệnh sẽ không có điều trị khỏi, nó sẽ vĩnh viễn còn tồn tại nhưng ít ra nó không có bị nặng hơn. Chẳng hạn như điếc nghề nghiệp chẳng hạn, nếu mà phát hiện ra thì ở giai đoạn điếc giai đoạn nào thì nó ngưng ở giai đoạn nó không tiến triển lên nặng hơn ha. Cho nên mình học cái môn này là để góp phần vô trong cái chẩn đoán của cái nghề nghiệp tương lai là bác sĩ khoa của các bạn ha, cho đầy đủ kiến thức. Nhà trường muốn cho các bạn trang bị cho các bạn đầy đủ kiến thức để là một người bác sĩ, thì sau này ra trường làm ở bệnh viện hay một nơi nào đó phòng mạch gì đó thì các bạn khi bệnh nhân đến các bạn không bỏ sót chẩn đoán bệnh cho nó đúng ha. Bệnh họ có làm nghề nghiệp thì chẩn đoán ra là bệnh nghề nghiệp sớm sủa cho người ta để người ta được cách ly sớm khỏi yếu tố độc hại đó. Đó là về cái nói chung là mình tìm ra được cái nguy cơ ha, trong cái môi trường sống của mình nó rất là nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Thì cái bài học về ô nhiễm môi trường đất đất nước không khí là nó có những cái yếu tố nguy cơ để mình biết, mình dự phòng, mình tránh, mình trang bị kiến thức cho mình về môi trường lao động cũng vậy ha.
Có bạn hỏi là hiện tượng nghịch nhiệt là luôn luôn xảy ra mùa lạnh phải không cô? Thì đúng, cái lúc nào ha, cái hiện tượng nghịch nhiệt á, là thường là nó xảy ra ở cái mùa lạnh mới có cái nhiệt độ ở dưới mặt đất nó lạnh. Bình thường á, ban ngày với ban đêm thì ban đêm á, nó đã mát mẻ hơn là ban ngày nhiều. Thì thường á, nhiệt độ á, là bức xạ mặt trời á, là ánh nắng chiếu xuống mặt đất ban ngày thì mặt đất á, nó sẽ tiếp nhận cái nguồn năng lượng nhiệt đó. Thì đến ban đêm bắt đầu á, mặt đất nó mới phát thải từ từ cái bức xạ mặt trời mà bức xạ hồng ngoại mà nó hấp thu được của năng lượng mặt trời đó, nó sẽ phát thải vô không gian vũ trụ, thành ra mặt đất lúc đó nó sẽ mát từ từ, đến gần sáng rồi nó mát nhất đó, nó mát nhất. Nhưng mà vì mùa đông lại có thêm cái sương mù vào mùa đông nó rất là dày đặc ở bên nước ngoài, mà sương mù đó, mùa đông đó, nó đúng nghĩa mùa đông nó rất là dày, mà dày đến độ mà khi ánh nắng mặt trời lên thì nó không có làm tan được cái lớp sương mù đó. Thì chính vì lớp sương mù đó là cái hơi nước ẩm đó, ở trong cái sương mù là có hơi nước mà nó ẩm đó, cho nên cái không khí ở phía dưới sát mặt đất á, nó bị đè nén ở trong cái vùng không khí đó, nó không có phát tán lên trên cao được ha, mới gây ra cái tích tụ cái hơi khí độc ở trong cái vùng nơi mà phát thải ra xung quanh cái nhà máy đó, làm cho cái đủ cái nồng độ gây độc thì người ta hít vô thì người ta bị ngộ độc cái khí đó. Đa số những người có bệnh nền ha, là hen suyễn này nọ, người ta gặp cái khí SO2 là chịu không nổi, là kích thích cơn hen liền, nhiều cơn hen liên tiếp xảy ra và mỗi cơn hen nó sẽ nặng hơn ha. Dạ em hiểu được lý do vì sao cần học môn của mình, em cảm ơn cô. Rồi đây là những cái cô nói tiếp cái bài về cái bản thôi ha, của ô nhiễm không khí đó. Thì mình cứ nói hết bệnh phổi qua bệnh tim mạch, bệnh phổi thường là những cái bệnh phổi tắc nghẽn COPD nọ ha, khiến cái thủng này nọ đó, thì người ta thấy, ta cũng có những cuộc nghiên cứu chứng minh được ha, là cái hen suyễn và COPD nếu mà tiếp xúc với không khí ô nhiễm giao thông thì nó nguy cơ phát triển nó tăng ha. Đó, rồi bạn coi thêm, cô lướt qua phần này về tim mạch cũng vậy, có những nghiên cứu người ta thấy được ha, cái khí CO ha, CO nó sẽ làm giảm cái lượng oxy ở trong máu, là nãy mình học rồi đó, do nó kết hợp rất là mạnh mẽ với cái hemoglobin gấp 250 lần, ấy lực mạnh hơn là so với oxy, cho nên mà quan trọng nó ảnh hưởng tim mạch là do làm trầm trọng thêm cái chứng mà xơ vữa động mạch ha, là nguyên nhân người ta nghiên cứu người ta thấy như vậy đó. Ngoài ra người ta thấy nó dễ gây đột quỵ ha, do hít phải bụi và PM2.5, thì là cái bụi mịn nó ảnh hưởng đến cái tim mạch dữ lắm, vì nó nhỏ ha, cho nên nó có thể xuyên qua cái hệ thống mà ngay chỗ vi nang, hệ thống hàng rào máu đó ha, nó sẽ đi vào máu dễ dàng, nó càng nhỏ thì nó vào máu càng dễ dàng, nó sẽ gây tác hại nếu mà trong cái bụi đó nó có chứa khí độc ha, chì hay gì đó, nó sẽ đi khắp các nơi, các cơ quan gây nhiễm độc, nó qua ngay chỗ cái hàng rào phía nang có cái màng lưới mao mạch đó, với mạch máu á, nó trao đổi ngay đó, mà nó lấy khí CO2 với oxy á, ngay đó đó, rồi nó đi qua luôn, do nó nhỏ ha. Kích thước có nhỏ, ung thư ha, người ta cũng có những cuộc nghiên cứu người ta thấy tỷ lệ ung thư tăng ha, có cả ung thư cổ tử cung, ung thư não luôn. Một số cái ung thư ha, do về arsen ha, trong không khí có arsen nè, có khói thuốc lá nè, gây ung thư phổi nè, có amian, asbestos ha, hoặc là có niken ha, có rơm nọ đó, là gây loét ung thư mũi nè. Ngoài ra ta thấy chì ha, cũng ảnh hưởng đến thần kinh ha, của trẻ em,
À, cái tuổi mà trẻ em mà dưới 5 tuổi rồi nọ đó nó rất là nhạy cảm với cái ô nhiễm không khí, tại vì cái khoảng đó nói chung là phổi của nó cũng chưa có ổn định nữa ha, cho nên là nó ảnh hưởng đến trí não của nó cũng nhiều ha, trong cái ô nhiễm không khí. Rồi bệnh về mắt ha, do những cái khói quăng quá đó, có candy hít mà cháu phản ứng mà VOCs cộng với NO2 cho ra cái O3 mặt đất á, trong đó có thêm thành phần của sương khói, còn có candy hít nữa ha, thì candy hít ra trong cái khói quăng quá nó rất là cay mắt, kể cả ozone nó cũng cay mắt. Đó, đây là những cái chất ha, làm cho tác động lên nhóm mẫn mẫn cảm nè, chì nè, trẻ em mà đưa anh chị em tự kỷ, nói mấy cái này là thi là cô hay hỏi. Đó là phần tác hại của nhiễm không khí đối với sức khỏe con người, còn đối với môi trường thì sao, nó gây bốn cái hiệu quá trình mà mình phải hiện tượng mình phải cần biết, là thứ nhất là hiệu ứng nhà kính, thứ hai là sự suy giảm ozone, thứ ba là mưa axit, thứ tư là sương khói. Đó thì đầu tiên là hiệu ứng nhà kính đó, nó gây nè, đây là bốn cái gây bốn hiện tượng nè. Thứ nhất là gây hiệu ứng nhà kính là gì? Hiệu ứng nhà kính là các bạn đã từng nghe cái thuật ngữ này đâu đó rồi, thì nó nói về cái việc mà khí quyển trái đất hoạt động giống như những cái tấm kính ở trong nhà kính trồng rau. Vào mùa đông đó thì người ta trồng rau ở trong mùa nắng, để trong mùa trong lồng kính để làm chi? Để năng lượng mặt trời mùa đông nó đã yếu rồi phải không, ánh sáng không bao nhiêu, mà nếu mà người ta trồng được ở trong lồng kính này thì cái lồng kính nó sẽ hấp thu lại cái nhiệt lượng, không có phát thải đi hết đó. Bình thường á, năng lượng á, mặt trời chiếu xuống mặt đất thì nó sẽ mặt đất hâm nóng xong rồi nó sẽ phát thải bức xạ phản xạ lại qua cái bức xạ sóng dài là bức xạ của tia hồng ngoại, nó phản xạ lại vô không gian vũ trụ. Nhưng mà nhờ cái lớp kính này mà nó giữ lại được cái nhiệt, nó không có phát thải. Nó phát thải lên bao nhiêu, cái hơi đất nó cũng nóng, nó phát thải lên, nó bị tấm kính này che chắn lại, thì nó giữ ở trong cái lồng này ấm ấm cho cây cối nó trong mùa đông nó không có bị lạnh. Thì á, cái tấm kính này nè, ở ngoài không gian vũ trụ, ngoài không gian không khí của mình đó, khí quyển của mình đó, thì cái lớp á, có CO2, có hơi nước và một số khí gọi là khí nhà kính như CH4N2O, CFCO3. Những cái khí này đó nó có cái vai trò, nó sẽ hấp thụ lại cái nhiệt mà mặt đất phản xạ nhiệt vào vô trong cái không gian á. Sau khi mặt trời chiếu xuống nhiệt xuống trái đất qua cái ánh nắng mặt trời, mặt đất được nung nóng lên, mặt đất được nung nóng lên, nóng rồi á, nó mới nóng quá rồi á, nó mới phản xạ lại cái sức nóng đó vô trong không gian vũ trụ. Thì vô cái không gian, vô không gian á, thì những cái chất khí như là CO2, CH4N2O, CFCO3, đây là những hơi nước nữa, đó là những cái chất khí mà nó giữ lại cái nhiệt, nó không cho cái nhiệt lại thoát hết vô trong không gian mà nó giữ lại. Nó giữ lại nó giống như cái lồng kính này vậy đó. Thì nhưng mà lồng kính này úp cả bầu trời luôn. Cái lồng kính của cái nhà kính nó chỉ úp một không gian nhỏ, thì các cái chất khí này nó bao la hết cả chu vi của trái đất mà, cho nên nó sẽ giữ nhiệt lại ha, không cho nhiệt thoát ra đó. Mà bây giờ cái số khí CO2, CH4N2O, CFCO3 này càng ngày hoạt động của con người nó sinh ra càng nhiều, mà hễ càng nhiều thì nó lại càng giữ lại nhiệt càng nhiều hơn, nó gây ra hiện tượng ấm nóng lên toàn cầu. Mà các bạn bây giờ hay nghe cái thuật ngữ biến đổi khí hậu là sự ấm lên toàn cầu là từ cái hiệu ứng nhà kính này ha, là hot bây giờ
là hiệu ứng nhà kính mà gây biến đổi khí hậu giảm nóng lên toàn cầu, là từ cái hiệu ứng nhà kính này do các cái khí nhà kính CO2, hơi nước, CH4, N2O, CFCO3, đây là những khí nhà kính. Còn oxy nè, nitơ, argon là những cái chất mà có trong thành phần không khí từ đầu bài mình học á, không phải là những cái chất khí nhà kính, nó không có giữ hơi nước lại được ha, nó không có giữ cái nhiệt lại được ha, con nói nhầm. Chỉ có những cái chất mà cô đã ghi trên slide này thì mới giữ lại cái nhiệt. Nhiệt này là từ cái bức xạ hồng ngoại ha của mặt đất phát thải vào không gian sau khi được mặt trời nó phát ra những cái tia nắng đó, nó hâm nóng lên, làm nóng lên bề mặt trái đất, thì mặt bề mặt trái đất nóng rồi nó sẽ phản xạ lại cái sức nóng đó qua cái bức xạ tên là bức là cái tia hồng ngoại ha, mà do đó cái tia hồng ngoại đó là cái bức sóng dài, thành ra nó bị các cái chất khí nhà kính nó giữ lại, nó không cho thoát vô không gian mà trái đất mình ấm lên. Chính nhờ hồi xưa giờ là cái điều đó là tự nhiên xảy ra như vậy, cho nên trái đất mình mới được ấm nóng, không có lạnh. Âm 18 độ là nhiệt độ trung bình của trên thế giới của mình, tính ra trung bình là khoảng 15 độ C. Chứ nếu không có những cái chất khí nhà kính này thì là bao nhiêu cái bức xạ phản xạ của bề mặt trái đất nó sẽ đi tuốt lút vô không gian hết, là mình mất nhiệt hết á, trái đất lạnh tanh luôn đó. Thành ra nhờ cái chất khí này mà nhiệt độ từ những cái bề mặt trái đất nó phản xạ lại vào không gian, nó giữ lại, nó giữ cái nhiệt đó lại, cho nên trái đất mình ấm nóng lên. Nhưng mà do con người của mình hoạt động quá độ ha, thải ra càng ngày nhiều cái chất khí nhà kính, ra rất là nhiều hoạt động thì giữ lại càng nhiều nhiệt, mà giữ lại càng nhiều nhiệt thì nhiệt độ của trái đất càng ngày càng tăng. Bây giờ người ta đo đạc thấy nhiệt độ trái đất đã tăng lên 0,6 độ hay gì đó. Nói chung một khi mà nó tăng lên thì mực nước biển nó sẽ dâng lên đó, cứ mỗi bao nhiêu độ đó thì nó sẽ dâng lên. Bây giờ đã dâng được lên mực nước biển là mấy mét rồi đó. Nếu mà người ta tính đến 2050, ví dụ mà mình không có ngừng phát thải CO2 thì mực nước biển nhiệt độ tăng lên thì mực nước biển sẽ dâng lên tới 10 mét chẳng hạn, thì những cái nơi mà vùng thấp nó sẽ bị nhấn chìm, như là một số vùng Mexico, Hà Lan gì đó, thấp thấp á, nó sẽ bị nhấn chìm dưới mực nước biển. Đó là hiện tượng hiệu ứng nhà kính là như vậy ha. Đây là slide cô giải thích, các bạn từ từ thì xem lại. Đó, hơi nước ở trong không khí thì có hơi nước. Hơi nước cũng có nhiệm vụ giống như CO2 vậy đó, nó cũng hấp thụ lại bức xạ sóng dài, là bức xạ của tia hồng ngoại do mặt đất phát thải vô ha, thì nó cũng được hấp thụ lại. Mà nhiệt độ của trái đất mà càng nóng thì hơi nước nó lại càng nhiều. Hơi nước nó có từ đâu? Từ sông hồ, nước biển, đại dương mà nọ đó, nó bốc hơi lên. Thấy nhiệt độ càng cao thì hơi nước trong không khí càng nhiều, tại nó phụ thuộc vô nhiệt độ. Mà hơi nước bảo hòa tối đa ha, là nhờ cái nhiệt độ nó cao. Mà nhiệt độ nó cao trong cái hiệu ứng nhà kính là nhiệt độ lại cao rồi, cho nên nhiệt độ cao đấy này, hơi nước nó càng tăng lên, và hơi nước càng tăng thì nó lại là giống như CO2 đó, nó cũng giữ lại nhiệt ha. Đó là hơi nước, nó là một cái chất khí nhà kính luôn, các bạn đừng quên ha. Nhiều khi cô cho câu hỏi trắc nghiệm mà nói đến hơi nước các bạn lại né ra, không có cho nó là chất khí nhà kính. Đó thì người ta thấy cái tỷ lệ ha, mà tác động ha lên hiệu ứng nhà kính của các cái chất khí nhà kính như sau: CO2 chiếm 50%, CFC chiếm 20%, CH4 16%. Cái tỷ lệ này đó không phải nói là cái lượng là cái lượng này nhiều hay ít, mà như thế này là
cái CO2 á, thật ra nó hấp thu á, cái bước sóng á, dài của tia hồng ngoại nó ít lắm, nó thua xa lắc cái thằng N2O, N2 gấp 310 lần, rồi CH4 gấp 21 lần, CFC cũng vậy. Nhưng mà do nó phát thải ra cái lượng nhiều quá đi ha, cái lượng phát thải CO2 nó chiếm tỷ lệ rất là cao, cho nên tác động của nó nhiều, chứ thật ra nó hấp thụ nhiệt không có bao nhiêu hết đó, các bạn phải hiểu. Nhưng mà do cái nồng độ ở trong khí quyển CO2 bình thường đã là 0,03 rồi, phần trăm rồi, nó đã nhỉnh hơn các cái chất khí này rồi, mà bây giờ người ta lại tăng sử dụng cái đốt nhiên liệu hóa thạch, đốt sinh khối mà lại tàn phá rừng đi nữa. Rừng là một cái lá phổi để hấp thụ lại các cái khí CO2. Rừng là cây mà cây nó quang hợp thì nó phải dùng nguyên liệu là cái CO2. Bây giờ mình lại chặt phá rừng mà không có trồng cây gây lại rừng, lâm tặc á, là đốn rừng á, là lấy gỗ hết trơn rồi, không có trồng cây lại, cho nên á, rừng là cây xanh là thiếu, cho nên cái lượng phát thải thì vẫn phát thải ào ào, mà cái lượng á, để tiêu thụ CO2 thì lại mất đi. CO2 nó phát thải ra nó nhờ hòa tan vô cái mặt biển đại dương. Mặt biển đại dương cũng vậy thôi, nó cũng không có tăng cái lượng nước lên bao nhiêu, cái diện tích đất nước biển nhiêu, thì nó cũng vẫn giữ như cũ. Còn rừng thì lại bị mất đi, cho nên mình đã tăng hoạt động để tạo CO2 mà lại mất đi cái lượng tiêu thụ CO2, cho nên CO2 nó quá nhiều đi, cho nên nó mới chiếm cái phần tỷ lệ tác động lên hiệu ứng nhà kính cao, chứ không có nghĩa là CO2 nó hấp thụ mạnh cái khí cái nhiệt của mặt đất ha, các bạn phải phân biệt điều đó đó. Cái nguồn cái CO2 này không, nó là do đốt nhiên liệu than củi xăng dầu mà nó sinh ra khí CO2 từ giao thông, từ đốt nhiên liệu mà nó chạy máy nọ đó, thì nó sẽ tạo ra khí CO2. Khí CO2 càng nhiều thì nó lại hấp thu nhiệt của bức xạ sóng dài từ mặt đất càng nhiều, nó gây ấm nóng trái đất càng cao đó. Do không, CH4 nó hấp thụ mạnh gấp 21 lần hơn là CO2, nhưng mà CH4 nó phát thải ra ít thôi, nó không có nhiều. Tại CH4 phát thải là cái nguồn từ phân giải kỵ khí của cây cỏ trong đầm lầy, ruộng lúa, phân súc vật, bãi rác. Thành ra cái đó nó không có nhiều. CO2 ở đâu cũng dùng nhiên liệu đốt, nấu ăn mình sưởi ấm trong mùa đông cũng dùng đốt nhiên liệu, chạy máy sản xuất công nghiệp cũng đốt nhiên liệu. Giờ ngay cả phân hủy chất hữu cơ từ bãi rác này nọ cũng sinh ra CO2 nữa. Cũng lại nói chung mình nói là nhiều nguồn hơn, nhiều nguồn hơn, cho nên CO2 vẫn là nhỉnh hơn tỷ lệ. Khí NO2 ha cũng vậy ha, nó lại gấp 310 lần, nó hấp thụ cái tia hồng ngoại rất là cao so với CO2, nhưng mà vì nó ít thôi, do cái hoạt động phát thải của nó không có cao, cho nên nó chiếm tỷ lệ có 8%, có 6% gì đó thôi trong cái hiệu ứng nhà kính. Ozone ha. Khí CFC. Khí CFC là hoàn toàn là một cái sản phẩm nhân tạo. Những cái khí là nãy giờ trong khí nhà kính CO2 nè, N2O nè, rồi CFC, ozone này nọ ha, là không phải là khí nhân tạo mà nó có thể tạo ra ở trong tự nhiên. Còn cái CFC này là do hoàn toàn con người tạo ra, chứ nó không có tự dưng mà có. Nhưng mà bây giờ CFC này là thủ phạm gây ra cái vấn đề phá hủy cái tầng ozone nữa, cho nên người ta ngưng sản xuất cái CFC này theo cái nghị định của thư năm 1984, ý 1987 chứ, là cái nghị định thư này nó được ký kết thì nước Việt Nam của mình cũng có tham gia vô cái nghị định thư ngừng sản xuất CFC. CFC nó có trong những cái tủ lạnh, máy lạnh này nọ, máy điều hòa nọ đó ha. Thì bây giờ những cái máy mới, tủ lạnh mới, máy điều hòa nọ đó đều để trên cái dòng chữ là không có CFC trong đó ha. Là những cái máy lạnh đời cũ, tủ lạnh đời cũ thì nó có phát thải ra CFC.
Tuy CFC bây giờ ngừng phát thải từ năm 2010 rồi, nhưng mà vì CFC nó tồn lưu rất là lâu ở trong khí quyển tới 100 năm luôn, mấy chục năm đến 100 năm luôn. Cho nên vì nó là khí, nó không có phản ứng với các cái khí khác, cho nên nó không có mất đi đâu hết á. Nó cứ vậy nó tồn lưu thời gian rất là dài, mà hễ tồn lưu cao thì nó gây tác hại, còn tác hại nữa. Từ cái thời năm 1930 người ta đã bắt đầu sử dụng nó, thì cho đến nay mới có mấy chục năm nó cũng còn cái mớ đó, nó vẫn còn tác hại, phá hủy tiếp ở trên tầng bình lưu, hay phá hủy ozone ha, làm suy giảm ozone ở trên tầng bình lưu đó, làm hỏng cái tầng ozone đó, nó gây cho cái tia cực tím UVB chiếu nhiều xuống trái đất, làm cho mình mặt đất, làm cho mình bị ung thư da. Cho nên người ta thấy tác hại, người ta ngừng rồi, nhưng mà do nó tồn lưu lâu quá cho nên bây giờ ngưng thì để thế hệ tương lai nó đỡ thôi, chứ bây giờ mình vẫn còn bị ha, các nguồn gây hiệu ứng nhà kính ha. Rồi tăng hiệu ứng nhà kính là do đây, thủ phạm là CO2, CH4 nè, từ các cái nguồn nữa không, mình dùng tủ lạnh máy lạnh cũ đó, cũ ha, còn bây giờ từ 2010 người ta đã cấm rồi ha, theo cái nghị định đó các nước tham gia để bảo vệ môi trường, trong đó có Việt Nam cũng tham gia nghị định Montreal đó, thì nó đã cấm rồi đó. Thì đang tăng hiệu ứng nhà kính thì đang xảy ra tốc độ lớn ha, tại vì các khí nhà kính đang phát thải, người ta đo đạc nó tăng. Nhưng mà phải nói cô đọc tài liệu thì có một cái tình trạng này để cô cũng nói cho các bạn ha, là ngoài cái hiệu ứng nhà kính gây nóng này ha, còn một cái hiệu ứng làm lạnh nữa. Hiệu ứng làm lạnh là cái gì? Là bụi ha, bụi mà trong khí quyển của mình là có bụi, mà bụi mà càng nhiều thì nó lại càng ngăn cản, không có cho bức xạ mặt trời là các tia nắng xuống mặt đất đó, thì nó có tác dụng là ngược lại với hiệu ứng nhà kính. Mà bây giờ ô nhiễm bụi á, thì nó cũng đang tăng, cho nên người ta mới đặt vấn đề là không biết hai cái hiệu ứng nhà kính và cái hiệu ứng làm lạnh của bụi đó, nó ngăn cản bức xạ mặt trời chiếu xuống trái đất á, cái nào hơn cái nào đó. Nhưng mà người ta đã thấy rõ hậu quả của cái sự tan băng của hiệu ứng nhà kính, mực nước biển nó có đang dâng lên, ngập lụt có xảy ra ở một số nơi, cho nên người ta phải lo lo mau mau mà ngăn chặn cái vụ mà tăng hiệu ứng nhà kính này đó. Băng của hai cực trái đất bắt đầu nó tan ha. Đó, đây là hình ảnh một số cái dùng đã tan băng ha, làm cho những con gấu Bắc Cực á, nó rất là thảm thương ha, nó bị băng tan là gây tổn thương đến nó, băng tan đó, cho nên sẽ đè nó, chúng nó mất chỗ nó sống luôn. Đó, ngoài cái vụ tan băng đó thì nó cũng gây hạn hán lũ lụt, tại nó nóng mà, nó nóng thì nó phải gây hạn hán, tại nó gây nóng ấm nóng trái đất mà, nó gây hạn hán sẽ gây ra cháy rừng, rồi nó gây nên những cái cơn bão lũ lụt nhiều hơn, nặng hơn. Rồi mình nói lẹ qua cái sự suy giảm tầng ozone để các bạn còn nghĩ nữa. Còn bài ô nhiễm môi trường đất thì chắc hẹn các bạn thứ sáu 3 tháng 12 mới nói. Tại vì sáng này bị trễ cho nên hết giờ. Sự suy giảm tầng ozone á, là nói về á, cái lớp ozone ở tầng bình lưu nó bị mỏng đi. Người ta nói lỗ thủng nhưng mà thật ra không phải là nó thủng thực sự, là thông thống mà nó mỏng đi thôi, như cái lớp hồi xưa nó dày thì bây giờ nó bị mỏng ha. Thì người ta nói nếu mà lấy cái lớp ozone nó ở tầng bình lưu mà trải khắp chu vi của trái đất thì cái lớp nó dày khoảng 3 mm ha, nhưng mà để nó ở trên tầng bình lưu thôi thì nó dày một cái lớp ha,
Như vậy còn nếu nó chảy ra khắp chu vi trái đất thì nó còn dày khoảng 3 mm, thì người ta mới thấy đây hình ảnh của cái lỗ thủng tầng ozone. Nói lỗ thủng nhưng mà đó là cái mỏng đi thôi đó, mỏng đi đó, qua các năm ha. Thì người ta phát hiện ở Nam Cực ha, là cái điểm đầu tiên người ta phát hiện năm 1985 một cái lỗ thủng O3 được phát hiện ha. Thì người ta đo đạt, ta dùng máy ta đo đơn vị của cái đo O3 này là DU ha. DU thì dưới 220 đơn vị DU thì được coi là lỗ thủng, bình thường của nó là khoảng 300 đơn vị. Còn nếu mà dưới ha thì có những cái vùng người ta thấy phát hiện bây giờ nó bị mỏng có tầng ozone đó, ta phát hiện ra qua từng năm ta đo đạt thì mỏng ha. Đây là cái cách hình thức người ta đo đạt ha, ta cắm cái cột để ta đo đó. Đây là ta đo ha, cái vùng này không, nếu mà 300 thì nó phải có dùng phải màu xanh lá cây như vậy thì là ok, là không có đầy đủ ozone. Còn á mà nó càng á ha, nó càng quá màu xanh là nó càng á thiếu ha, màu xanh thì nó càng thiếu đó, màu xanh là thiếu thiếu ozone đó. Nói chung là người ta phát hiện ra cái chất CFC ha, là cái chất gây ra thủ phạm làm á suy giảm tầng ozone do nó đó, cái chất của nó nè đó là nó trong phân tử của nó có clo hoặc là flo đó. Thì cái chất này cứ nó gặp nó lên ha, nó lên trên CFC, nó lên tầng bình lưu, nó sẽ tác dụng động, nó bị cái tiêu UV phân tích nó ra thành clo tự do, và chính clo tự do này mới phản ứng với O3 mà nó phá hủy O3. Cứ một phân tử CFC nó phá hủy 100.000 cái nguyên cái phân tử O3. Tại clo nó sau khi nó phá hủy O3 clo dư tự do đó, nó lại tổng hợp trở lại nữa được, cho nên nó cứ quần quần phản ứng quay vòng vậy đó. Nguyên nhân là do cái tủ lạnh đời cũ, máy lạnh đời cũ ha, có dùng cái CFC là cái khí làm lạnh thôi đây là cái phản ứng nè. CFC nè nó sẽ dưới cái tia bức xạ ha, ở trên tầng bình lưu á, là cái tia UVC. Tia UVC có bức sóng từ 220 từ 10 đến 290, và từ 290 cho đến 320 nanomet là tia UVB, và UVA đó là từ 320 đến 380 nanomet, đó là tia UVA là tia có bước sóng dài hơn, nó đỡ độc hại hơn UVB. Có nguyên tử clo này không, nó giải phóng clo tự do, nó giải phóng ra nó sẽ phản ứng vô bè, nó phản ứng xong rồi nó lại tái tạo là clo qua cái phản ứng này, cho nên rốt cuộc nó cứ có clo tự do thì nó sẽ phá hủy O3. Cái O3 nó cái CFC nó còn dùng ở trong những làm chất đẩy trong bình xịt, hoặc là những chất tẩy rửa ở trong một số ngành công nghiệp như công nghiệp điện tử, nó ta dùng chất để tẩy rửa những cái linh kiện điện tử nữa đó. Thành ra bây giờ là phải cấm ha. Đó, đây là cái cơ chế ha, phân hủy O3 của CFC. Ngoài cái CFC, còn cái chất NO là oxit nitrit cũng gây phá hủy O3. NO thì nó có ba nguồn để mà sinh ra NO này. Thứ nhất là máy bay siêu thanh, nó bay ở trên cái tầng bình lưu, nó cũng phát thải ra khí NO qua cái phản ứng này, nó phản ứng phá hủy O3.
Rồi á, ngoài ra nó còn á, sinh ra từ á, nổ vũ khí hạt nhân, nó cũng sinh ra NO. Rồi cái nguồn á, thứ ba là từ đạm. Khi người ta sử dụng phân đạm để bón á, cho cây cối á, nó cũng sinh ra NO. Loại NO nó cũng bay lên tầng bình lưu để mà nó phá hủy cái O3. Thì O3 đó, tầng ozone đó, một khi nó bị mỏng đi thì nó sẽ cho qua cái tia cực tím nó nhiều hơn. Bình thường nó nhờ cái tầng bình lưu mà nó ngăn chặn khoảng 99% cái tia UVB. Bây giờ nó mỏng rồi thì những cái vùng nào mà mỏng đó, nó sẽ cho qua cái tia UVB nó nhiều hơn. Đây bình thường nó hấp thụ khoảng 95% chứ. Đó. Còn UVC nó hấp thụ cả 100% luôn. Đó, UVA nè. Là bước sóng dài hơn. UVA là từ 300 nanomet, UVB là từ 300 209 đến 320, UVC là từ 10 đến 209 nanomet. Đó. Nó sẽ thường ha. Nhờ cái lớp UVC trắng lại UVA không có xuống ha, nó được 99. Còn giờ mỏng đi à, nó ít đi lọc thì nó sẽ xuống được nhiều tia UVB, nó gây ung thư màu gai, u tính, đục thủy tinh, võng mạc, biểu mô. Thì nó còn còn cái UH đó, là cái bệnh nó nặng ha, là cái phản ứng gấp, là thường là như các bạn khi mình đi ra ngoài mình tắm nắng gì đó, mình để mình dưới cái nắng mặt trời. Những người mà dân họ thích tắm nắng, xứ của họ bình thường là quanh năm ít có ấm, cho nên họ thích tắm nắng. Người da trắng thì bị cái tắc của tiêu về này á, cái UH tố nó, tại vì cái cơ chế là sao, một khi ha cái tia UVB nó chiếu xuống da thì cái lớp thượng bì á, nó bị cái ADN của cái tế bào ở thượng bì này nó bị cái UV lượng nó lớn mà nó sẽ làm phá vỡ ADN đó, thì những mảnh vỡ của ADN đó sẽ theo sinh lý ha, của cơ thể thì nó sẽ được cơ thể tiết ra cái enzyme, enzyme đó nó sẽ những cái tế bào để tiết ra, kích thích tiết ra melanin. Cái melanin tiết ra nhiều sẽ rải đầy khắp các lớp thượng bì của da để nó bảo vệ lại cái tiết đề. Đó, cái đó là cái phản ứng lợi cho cơ thể. Nhưng mà đối với cái người da thì đương nhiên cái melanin lỗi rồi mà bị kích thích tác động giết nó sẽ gây ung thư. Mình qua axit mưa axit là sự kết hợp của mưa mùa tuyết là nói chung nồng độ các người ta đo là phải dưới 5,6 mới gọi là mưa. Nguyên nhân 2 phần 3 là nitrit và 1 phần 3 axit nitrit ha. Hồi nãy nói trong lắng động nước rồi đó, là cái tạo ra cái mưa axit ra. Bây giờ hết giờ lại các bạn sẽ sao ha, cơ chế hình thành mưa axit và cũng do mình đốt than đá dầu mỏ nọ đó. Nói chung là khí đốt của mình trong cái nhiên liệu hóa thạch có O2, có lưu huỳnh, và khi đốt nó phản ứng vô xi nó sẽ SO2 với NO phối hợp với phản ứng với nước nó sẽ sinh ra H2SO4 với lại HNO3, thì nó lắng đọng mây ha, đổ nặng nó rớt xuống là mưa ha. Các nguy hại, nó có nguy hại từ nó thấm xuống dưới đất, điểm môi trường đất, đất nó bị chua nè ha. Những cái kim loại như là độc
đất như là nhôm này nọ đó, thì những kim loại nặng ở đó bình thường nó bất hoạt, mà khi ở trong môi trường nó sẽ hoạt hóa trở lại, nên nó làm cho cây cối thu những cái kim loại nặng đó, rồi qua chuỗi thức ăn ha, nó ăn thực thực vật sẽ ở trong sinh học đó, ha, ở trong con bò. Cái người mình ăn thịt bò, uống sữa bò, ăn trái cây gì đó, nó sẽ bị độc ha, kim loại nặng do cái bừa xít. Rồi xít nó gây trong nước làm cá cho cá nó không chịu đựng được cái pH axit dưới 4 là cá ha, rồi cây gì nó cũng cá làm hỏng các cái tượng đài ha, cái tượng đài ha nó bằng canxi gọi là bằng đá vôi, là công thức canxi nát thì nó làm vữa hết năng, làm không còn thấy hình ảnh của cái gương mặt luôn á đó. Đó ăn mòn hết ha. Đá sa thạch là nó cũng ăn mòn nó lủng luôn á. Bị hiện tượng xương khói là cuối cùng có tác hại về ô nhiễm môi trường không khí. Thì xương khói nó có hai kiểu ha, là xương khói kiểu London, là hay còn gọi là xương khói hiện đại do nó xảy ra đầu tiên ở cái thành phố London, rồi là xương khói cổ điển hay còn gọi là xương khói Los Angeles ha, là xảy ra ở thành phố Los Angeles ở bên Mỹ năm 1940, còn này London xảy ra năm 1952. Đó, mình học hai cái kiểu xương khói quang hóa và xương khói hiện đại. Đó, hồi nãy cô cũng nói sơ sơ ở trong cái phần tác hại cấp tính của xương khói kiểu London năm 1952 đó, là do vào mùa đông này không người ta tham gia giao thông và cũng chạy xe phát thải ra SO2, rồi dùng than chạy máy công nghiệp cũng phát thải SO2 đó. Nói chung hiện tượng nghịch đảo nhiệt đó làm cho tích tụ SO2, mà khi con người ta ha của mình hít vô SO2 thì trong cái miệng của mình, cái đường niêm mạc lót của mình đó hít vô qua mũi, chứ mũi thì xuống tới đường hệ thống hô hấp khí quản, cái đường lót của mình đều có cái ẩm do có nước ha, thì SO2 lập tức nó kết hợp với nước nó sinh ra H2SO4, thì chính cái H2SO4 nó kích thích hô hấp rất là mạnh ha, nó làm cho gây nên cái cơn suyễn là vậy. Đó là nói lại cái hiện tượng nghịch nhiệt ở trong cái kiểu xương khói hiện đại hay còn gọi là xương khói kiểu London, là 4.000 người chết năm 2012 tháng 12 là vào mùa đông. Nói là 4.000 chứ sau này người ta còn thấy rất là nhiều người chết sau con số 4.000 này nữa. Nói chung là nó làm gia tăng các bệnh đường hô hấp. Nói chung là những người mà có bệnh nền về hen suyễn ha, thì nó làm nặng đưa đến tử vong luôn. Còn cái xương khói kiểu thứ hai là xương khói kiểu Los Angeles, là cái xương khói tên là xương khói quang hóa, mình cũng học ở cái phần đầu do cái hydrocarbon hay còn gọi là VOCs đó, là những cái chất của cơ thể bay hơi tác động với NO2 đó. Đó, nó phải xảy ra có bốn điều kiện ha, là phải có NOx. NOx là do phát thải từ nguồn giao thông là một nè, thứ hai là khí thải từ không khói nhà máy. Chữ x ở đây có nghĩa là mình nói chung về NO và NO2, x đây là bằng một hoặc bằng hai, thì nói NOx có nghĩa là NO và NO2, tại thật ra NO á, là đúng là mới đầu nó chỉ phát ra NO thôi, nó là phát ra trực tiếp, và vừa ra tới NO nó phản ứng vô oxy thì nó ra NO2, thành ra có sắp tại dưới NOx nhưng mình hiểu nó là NO2 đó, tại NO2 nếu ha. Giờ phải có hydrocarbon là cái VOCs á,
VGS chính là hydrocarbon, dễ bay hơi đó. Thì phải có tia nắng, phải là tia UV đó ha, phải nhiệt độ trong ngày nắng ấm là 18 độ C đó. Cái này á, nó ngược lại với lại cái kiểu London là xảy ra vào lạnh mùa đông, mà cái này xảy ra khi có nắng ấm. Phải có mật độ giao thông cao, mật độ giao thông cao nó mới phát thải ra nhiều cái hydrocarbon với NOx. Hydrocarbon nó phát thải từ từ cái nguồn giao thông cũng có. Nói chung nó là có ở trong xăng á, giờ người ta đốt động cơ do chạy máy thì nó sinh ra, nó đốt sinh ra các cái chất khí đó, VOC là những chất hữu cơ dễ bay hơi đó. Cái bên đó so sánh là về khói, sương khói của kiểu London á thì nó màu đen, mà cái sương khói ở đây là màu nâu, màu đen ở bên kia đốt than đá. Còn bên đây á, là cái khí NO2 này, cái màu của nó là màu nâu vàng, do cái phản ứng này cuối cùng nó có sinh ra NO2 nữa. Ngoài cái sinh ra O3, aldehyde, ozone, ban này nó có sinh ra NO2, thành ra nó nhìn nó xa xa thấy nó màu nâu. Đó, đây là mô hình ha, biểu đồ. Ở đây cũng vậy, mô hình biểu đồ các bạn về xem lại ha. Đó, đây là nguồn giao thông, nhà máy xí nghiệp phát thải ra NO, giá cộng oxy ra NO2. Đó, giờ cuối cùng nó kết hợp với nước là nó hydrocarbon, là nó ra sản phẩm của sương khói văn hóa gồm có O3, formaldehyde, aldehyde, axit nitric, ban này nọ ha. Đó, đây là so sánh nè giữa hai cái sương khói London và sương khói Los Angeles, cái ở Mỹ, cái ở Anh. Rồi cuối cùng ha, là biện pháp phòng tránh ô nhiễm không khí và cái biện pháp khắc phục, giảm thiểu ha. Một cái là biện pháp phòng tránh, một cái là biện pháp giảm thiểu khắc phục. Đó, nếu mà mình phòng tránh khi có ô nhiễm không khí thì mình không có nên ra đường. Em muốn các bạn học cái bài thực hành ha, về ô nhiễm, về cái quan trắc môi trường không khí, thì mình sẽ học về cái IQA. Cái IQA là cái chỉ số chất lượng không khí. Thì khi mà mình thấy mình muốn đến một cái thành phố nào mình du lịch gì đó, mình thấy ở đó ô nhiễm thì mình thấy cái chuyển màu là nó đang bị ô nhiễm thì mình đừng đi ra đường, phải không? Còn nếu ra đường thì mình phải trang bị đầy đủ, nào nón, mũ, ô dù, kính mát, áo chống nắng, tay dài, khẩu trang này nọ cho đầy đủ, phải không? Khẩu trang rồi phải khẩu trang chống bụi mịn luôn á nha. Rồi thay đổi thời trang tắm nắng ha, nhiều nơi người ta đi tắm biển này nọ bây giờ bị mỏng cái tầng ozone ở vùng đó không, cũng phải coi thì rồi có ra đi tắm nắng không, hoạt động giải trí ngoài trời, phải mặc áo tay phủ tay này nọ để che chắn nắng này nọ chứ, đi quê do mỏng tầng ozone đó. Đó, còn đối với công nhân làm việc ở trong nhà máy phải trang bị bảo hộ lao động cho người ta, khẩu trang chuyên dụng để phòng chống hơi khí độc và bụi nữa, tuân thủ đi khám sức khỏe định kỳ cho người ta. Đó, biện pháp phòng tránh ở trong nhà của mình phải trồng cây xanh xung quanh, rồi hệ thống phun sương, rồi sử dụng cửa sổ, có cửa sổ cũng đừng nên mở thường xuyên quá, nó sẽ đưa đến bụi, ô nhiễm bụi. Còn biện pháp mà giảm thiểu ô nhiễm không khí thì thường xuyên nè ở trong nhà đó, còn hồi nãy mình nói là đi ngoài đường, còn này ô nhiễm ở trong nhà thì là mình phải dọn dẹp nhà sinh, vệ sinh nhà cửa, trang bị bộ lọc không khí chất lượng tốt, rồi mình thiết kế nhà cửa này nọ ha, đừng có hút thuốc lá trong nhà cửa, đừng có nuôi động vật này nọ, động vật nó cũng lông của nó cũng có này nọ, hoặc là sơn đồ nội thất này nọ đó cũng phải kiểm soát. Cái đồ nội thất mới á, những cái sơn tường nọ nó phát ra rất là nhiều cái chì nè, đồ nội thất keo dán nọ phát ra rất là nhiều formaldehyde, aldehyde với lại benzen, dầu thơm này nọ. Và biện pháp giảm thiểu, kiểm soát hành chính, biện pháp kỹ thuật, biện pháp quy hoạch.
Đó, nói chung mình phải ban hành cái luật bảo vệ môi trường. Hiện tại mình đang có luật bảo vệ môi trường 2014. Đây là mình có cái luật thì phải có xử phạt ha. Đó. Kiểm soát ở khu đô thị, coi những nhà máy xí nghiệp, những ống khói của người ta có đưa lên cao không, có thiết bị lọc xử lý khí thải nọ không, rồi sử dụng những cái trang bị hiện đại, đừng có xài máy cũ kỹ quá, nó rò rỉ hơi khí độc ra nhiều, rồi sử dụng nhiên liệu sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng trời. Còn về giao thông gây ô nhiễm nhiều, mình dùng metro, điện năng này nọ ha. Đó thì sử dụng những cái phương tiện mà không có gây ít gây khí thải đó, giao thông công cộng, rửa đường này nọ để tránh ô nhiễm bụi. Giờ ở nông thôn thì mình đưa vô áp dụng công nghệ sạch, không có xịt nhiều phân, quét bảo vệ, tuyên truyền, mở lớp tập huấn để mà có những cái mô hình chăn nuôi khép kín này nọ, để đừng có cái phân nó bừa bãi ở bên ngoài gây ô nhiễm không khí. Quy hoạch đường xá nâng cấp để khỏi gây bụi, trồng cây xanh, rác bổi của không khí, cải tạo trái đất. Đó, tập huấn tuyên truyền để cho mọi người hiểu về ô nhiễm không khí, tác hại của ô nhiễm không khí. Bài đến đây là hết. Các bạn có hỏi gì thì có thể ghi vô trong phần chat rồi cô sẽ trả lời sau. Bây giờ là cũng trễ rồi, cô chấm dứt cái bài ô nhiễm không khí ở đây, thì cô nợ cái bài ô nhiễm đất và một bài nữa vào ô nhiễm nước ha. Các bạn sẽ học bài ô nhiễm nước ở ngày thứ sáu, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước vào ngày thứ sáu. Cô chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn buổi trưa.